Đẹp trai, có tìm đẹp trai được không? không? Ông cho Marty rồi, đẹp trai. Hãy đợi tí Ken làm cái này á. Lại làm gì mà thời gian người ta lát người ta chơi người ta rửa bát rồi mẹ phạt. Nhìn lên người ta có lít tắm đấy. Anh lên. Chú nào không? Ơi đừng. Ok. Nó thật sự là một cái gì đây? Không. Xem mà. Anh Trung tức giận. Trời ơi. Anh Trung giận dữ. Tức giận lắm anh. Cơ mà chứ bảo này like nhiều quá. Vậy sao giờ tập block khó vậy? Ôi trời ơi. Ôi, block gì đây? E what the hell? Ôi, đi ra. Để cho anh em làm quen với trái rứng. Trời ơi, block như kiểu cái tao lúc mới đi tắm vậy. Ừ, tắm lại. Cái game Facebook kìa. Ê. Ui. Ui shit. Anh em, tôi sẽ qua nhà anh em rồi. Ui. Cái gì mày bị gì? Không, cái này phải thay bằng block gỗ. Cái này là hai hòn đấy nên là nó phải hình tròn, làm gì có chim gì hình tròn đâu, nhưng mà phải thêm mấy cái block hình vuông vào. Vãi cứt. Thấy à, chun đéo không? Không ngờ. Ôi. Nhế. Tôi vừa bị giật. Guga. Ôi. Yeah. Mày chết chắc rồi con lợn. Ui glitch. Get up, get up. Xem thầy thể hiện đây. Cái trình block in của thầy nó thượng đẳng lắm rồi. Chẳng là một cái gì đấy và nó chẳng là một mấy khi. Thấy à? Này. Oh shoot. Luôn. Ui. Oh shit. Tôi hy sinh và nó cũng hy sinh. Nhưng mà vẫn phải để cái này. Ừ thì tôi thay. What the? À, thằng này không speak à? Cái gì vậy? Ôi! Ui! Viết luôn à, anh em chủ được bỏ là anh em nên à. Nên à hả? Kìa, chiến đấu kìa. Thế thầy. Thầy combat được. Đó. Thì có ổn không thầy? Vô. Tao không chui. Ôi, okay. ôi. Em đang nào. Ai. Chẳng là một mấy khí. Cơ Việt, cơ mày và anh em. Anh chung một. Đằng sau quay. Ôi. Trái. Trời ơi. Chun combat hay quá. Còn giờ. Hay quá, một kia rơi rồi. Không. Hú gặp. Là tật. Nhìn cái kép của Sion không? Thấy ơ, y chang kép chun. Ơi. Thầy thì ra bữa nay thầy lười lắm. Nha. Anh em ra lấy kim cương anh em ơi. Ra lấy kim cương. Cái cầu. P5. Người này có kim cương luôn. Quá đã. Thêm dũng. Nhi. Đã bị dơ. Ui ôi. Sao mọi người chào mừng lại đến với channel của mình. Ê, nhưng bữa nay không giải đọc được nữa. Ui. Ok, blue kia. Ui, chú được. Us. Ok, sao lại rớt xuống này kia, không được đồ của nó à. Ok, kia, đồ kia. Này, cho để đồ trong kim, trong này nha. Cái này làm tôi xít ngã mấy lần rồi. Ui. What the fuck? Anh em để ý thấy blue này. Blue. Nè vừa Zitter vừa Butter. Anh hit. Ôi, hay đấy nhỉ? À, split. Ra lên kim cương, ra lên kim cương bên kia. Ôi, wow, ê. Đấy, chung. Ui, chẳng biết làm gì. Ôi. Ấy. May mà tôi chết trước khi nó mất. Chạy đi. Không. Nhìn đi. Từ, tôi không chết. Tôi thiếu một viên nữa cho năng sắc này. Tôi lấy rồi. Oh shit. Ôi. Trời ơi. Hết cứu. Thịt tươi ngon lắm, xem vừa ăn thử này. What? Ngay lúc này tôi sẽ thử cắt một miếng da đùi của mình và nướng lên ăn. Đây, tôi cắt này. Chun nhìn tôi cắt này.
kêu kêu kêu. À, à đi. Anh ra lấy cái cương đi anh em ơi, chúng mà biết cái cương về nâng chắp rồi. Không được lười. Chăm chỉ lên. Con hai. Hay quá. Ôi. Và chun. Và hai mảng đó dành cho chun. Và nguyên cái giường. Của lên về nhà sẽ cua. Web box combo. No. I can do the combo. I can do the combo. Yes. Shit. Bộ đây biết thấy được. Ôi, không ăn được. Đâm một kim. Vãi. Dì 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 dì. Oh my god. Ôi. Gì đây? Ống hút 4 chiều. Bú mọi lúc vui mọi nơi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, cái bách này khó clutch quá. Cái bách này lag quá đi. 6. Trời. Còn green đúng không? Kìa. Công thắng được một. Không. Con chó kêu. Chó kêu ngay lúc này. Nó có chun rồi. Màu phắc. Ôi ôi ôi. Anh đang giờ phải chỉnh cái gì nhỉ? Cung. Bài em nha, có bài em đi. Ừ, đứt dây đàn rồi, đứt nữa này. Chú không nghĩ bài em này sớt xì như này ấy. Không. Để hai cái xây hai cái tòa nhà xong để cái máy bay đang sắp đâm vào. Em đợi xíu nó. Chú ném nguyên stack khó. Ôi. Con tí ăn mà. What the fuck? Xion vừa cho chó ăn này, Xion vừa cho con đốm này, con mèo này, con mực này, con chó con này ăn. Rồi, má sở thú. Sở thú. Con. Đuôi hẹo rồi. Con. Ui. Ôi. Chỉ cần một trận thắng thôi là mãn nguyện cuộc sống. Ôi, mai chuẩn bị mượt rồi, đúng không? Yêu cục nào ra cục đấy luôn. Ừ, yêu cục nào ra cục đấy. Chúng nặn được cơ mà. Con Sion còn lấy nặn được ra con hổ cơ mà. What the fuck? Con đấy Sion cả bốc. Ui giời. Thế chịu rồi. Anh em biết cái pháo đất không? Cái pháo gì đó đấy. Ném xuống đất đấy. Ừ đúng rồi, Sion nặn ra cái đấy. Xong Sion ném xuống đất. What the fuck? Nhà mùi 3 ngày không hết rồi. Nó muốn đăng ký. Chị lên đấy, đăng ký. Ôi, anh em. Thủ thuật là tung em bé. Tung em bé. Trường học của anh Island Golem. Ra đời làm ăn bươn trải. Liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít. Muốn thành công thì chịu trải qua đắng cay ngọt bùi. Làm ăn muốn kiếm được tiền chấp nhận mạo hiểm nhưng trong tầm kiểm soát, em hiểu chưa? Chờ chúng ta kèo anh em ơi, chúng ta kèo anh em ơi. Ơ sao anh em không cứu kèm? Anh em không cứu kèm. Cứu anh em ơi. Anh em, hãy thu được bách. Nhưng mà nhìn nó khó quá, tùn tùn ơi. Bách này chơi này khó rồi. Bách này trời, bách này. Gì cơ? Ba con gì cơ? Chết luôn. Được luôn, vàng được võ. Đau. Đâu cơ? Ồ, dưới Sion có cái gì đâu, không có gì cả. Qua 7 FPS. Mất sống gì vậy? Mất 4 emerald rồi. Để thay. Ôi, để thay mà. Được luôn. Ôi. Ôi. Ở đâu ấy? Thấy. Thấy gì? Ôi. What the fuck? Giờ đâu? Vào mà đánh thôi. Của kem. Chúng có ba. Hay thế. Hay thì có chun túc. Nhưng con nó ở nhà thì kiểu gì cũng qua team khác hoặc là mid. Thôi. Kìa nó cái. Chứ không nhìn đường. Qua đánh hội đồng. Tôi cũng không nhìn thấy đường. Ơ, không nổ đến à?
Mày chết chắc rồi con. Ui, 17 em ơi. Ui, ui, nó vậy? Thầy, anh kỹ năng. Thằng ấy. Ok. Ê nhanh không? Today we show today chúng ta đã chơi một cái bách ta đã chơi một cái bách gọi là tròn xoe như hoàng gái. Video này anh em có thể ấn vào nút subscribe and like and share to the your friend. Subscribe cho nữa.